Bạn thân mến, đừng bao giờ trách cứ con người bản thân chỉ vì không giống người khác. Hãy cứ là chính mình, giống như khi bạn nhìn vào gương. Hãy tự tin vì bạn là người duy nhất và chỉ là một trong cuộc sống hàng triệu người bao quanh bạn. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói rằng, bạn chỉ đẹp khi là chính bạn. Bạn đâu cần sự công nhận của người khác. Bạn chỉ cần chấp nhận chính mình mà thôi. Hạnh phúc là khi chúng ta được sống đúng với chính mình. Bạn không cần người khác phải thừa nhận điều đó. Chỉ cần bạn hiểu và hạnh phúc là đủ đầy. Vậy nên hãy cứ là chính mình bạn nhé. Có đôi lúc tôi sẽ ngồi thẫn thờ và nhìn qua cửa sổ và mong chờ một điều gì đó. Có lẽ là những chú chim bồ câu trắng bay ngang qua với đàn của nó, hoặc chỉ đơn giản là một cơn mưa để có thể khiến tôi trút hết gánh nặng. Gương sẽ phản ánh tất cả sự thật mà nó nhìn thấy, còn mặt nạ sẽ che đậy những thứ tâm tối nhất. Hay đơn giản hơn, gương là sự thật, còn mặt nạ thì che đậy chính sự thật đó. Đó là câu nói tôi đúc kết từ quá khứ của mình, cũng như những câu chuyện tôi đã trải qua. Xin hỏi các bạn, ở đây có ai ghét gương không? Vậy tại sao bạn lại ghét nó? Bởi vì nó lột trần những sự thật bạn đang che giấu sao? Một cơ thể kém hoàn hảo làm bạn tự ti, hay là thứ bạn thấy là một lớp trang điểm dày với đường chân mày được kẻ gọn gàng thay vì gương mặt mọc thoải mái dễ chịu? Hãy suy nghĩ và giữ câu trả lời đó cho riêng bạn. Gương sẽ cho thấy bạn xinh đẹp như thế nào, hạnh phúc trên khuôn mặt và những cảm xúc bạn đang thể hiện. Nhưng cũng đồng thời, nó khiến tôi khó chịu khi phải nhìn vào khuyết điểm cũng như những thứ tôi ghét. Có lần khi nhìn vào gương, tôi từng ước rằng mình có thể chỉnh sửa bản thân. Ví như mình cao thêm nữa, ví như mình có nhan sắc, ví như đôi mắt mình không thâm quầng vì mệt mỏi, học hành, hay ví như những cái gương đó biến mất thì tôi sẽ cảm thấy tốt hơn. Mỗi sáng tôi ghét phải thức dậy rửa mặt và rồi phải nhìn vào gương để trau chuốt bản thân. Nói dễ nghe thì tôi yêu bản thân và muốn trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng nói trắng ra thì là tôi sợ mọi người sẽ bàn tán về cách tôi sống. Nếu như tôi không quan tâm đến bản thân nữa thì mọi người sẽ nhìn chằm chằm và phán xét cuộc sống của tôi thông qua những khuyết điểm sau. Một số bạn sẽ thắc mắc thì mình sẽ trả lời rằng không hẳn là thế. Đa phần mọi người đều quá bận rộn chỉ để nhìn ngắm cuộc sống của chúng ta, bởi vì họ phải lo cho cuộc sống của họ. Công việc bộn bề hay khoản chi tiêu phải lo từng ngày, từng tháng. Ở mặt khác, có lẽ họ cũng đang gặp phải tình trạng tương tự. Một cái gương phản ánh cơ thể, cảm xúc của bạn, nhưng như thế thì vẫn chưa đủ để xác định một con người thật sự. Bởi vì không phải ai cũng đơn thuần đến mức không hiểu hiểm nguy là gì. Cho nên những người cần cho mình một sự an toàn, một khóa xích trái tim để trở nên mạnh mẽ hơn thì họ sẽ đeo mặt nạ. Mặt nạ ở đây không phải là một chiếc mặt nạ rắn chắc, ngột ngạt, bao trùm khuôn mặt dưới dạng đồ vật, mà nó là thứ sắt thép vô hình bao quanh tâm trí và cảm xúc. Che đậy bằng những lời nói dối trá được điều khiển bởi lý trí, nó có thể che giấu nụ cười, sự buồn bã, sự khao khát rằng bạn không muốn thể hiện, sẽ chẳng có ai biết rằng bạn đang đeo chiếc mặt nạ trên mình, bởi vì nó vốn dĩ là thứ vô hình. Nhiều người sinh sống trong một xã hội không an toàn luôn đeo nó mỗi khi họ không muốn tiết lộ con người thật. Một số người gần như dành thời gian sống cả đời với nó, cho dù họ cảm thấy bí bách và khó chịu. Họ không thể tháo ra, đơn giản vì nó đang bảo vệ những người này dưới sự an toàn của một cái lồng sắt. Trở điều thầy, bạn bè thân thiết hay người trong gia đình cũng không thể hiểu rõ bản chất bên trong chiếc mặt nạ vô hình đó là gì. Để rồi thời gian qua đi, những tổn thương nhận lại và sự hối tiếc khi trở thành một người khác đã làm chiếc mặt nạ trầy xước. Thì đó bạn sẽ phân vân rằng, thời gian qua mình làm như vậy có thực sự đúng không? Bạn sẽ nhận ra rằng, trong một lúc nào đó, chính bạn cũng không nhớ bản chất của mình là ai, bởi vì thứ đó đang ăn dần, ăn mòn con người ban đầu của bạn. Kết luận của gương và mặt nạ là hãy giữ cho mình một chiếc mặt nạ khi cần thiết, nhưng bạn cũng nên tháo nó ra khi cảm xúc đang thực sự khó chịu và đau khổ. Bởi lẽ người khác chỉ có thể an ủi bạn khi chiếc mặt nạ ấy không gắn chặt và ngăn chặn sự đồng cảm, thương xót giữa người với nhau. Đừng bao giờ trách cứ con người bản thân chỉ vì không giống người khác. Hãy cứ là chính mình, giống như khi bạn nhìn vào gương. Hãy tự tin vì bạn là người duy nhất và chỉ là một trong cuộc sống hàng triệu người bao quanh bạn. Cô gái ạ, trên tất cả, em phải học cách yêu chính bản thân em trước khi em muốn yêu một ai đó.
Em ạ, yêu bản thân không có nghĩa là em luôn cao ngạo, luôn nhìn đời bằng nửa con mắt và không có ai ra gì. Yêu bản thân là khi em thấy hạnh phúc với bản thân hiện tại, là khi em thấy yêu đời, em tự mua cho mình những thứ mình thích, một mình tận hưởng những thứ vui như ăn uống, xem phim hay mua sắm. Em có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không ảnh hưởng đến ai. Này cô gái, đêm qua lâu rồi em khóc đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mỉm cười lên nhé. Phía trước còn rất nhiều điều đang chờ em, còn rất nhiều chuyện em phải đối mặt, nên hãy mạnh mẽ lên nhé. Cô gái nhỏ ạ, trên đời này chả ai học được hết chữ ngờ đâu, nên em đừng vì bất kỳ chuyện gì xảy ra mà trở nên mất niềm tin vào cuộc sống. Cũng đừng vì điều gì mà trở nên bi quan. Em cần học cách mạnh mẽ và trưởng thành hơn, chứ không phải gặp chuyện gì khó khăn cũng muốn bỏ cuộc, gặp chuyện buồn là ngồi uống rượu khóc. Cô gái ạ, cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng cả, nên em đừng ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện mình muốn đều sẽ thành hiện thực. Em cần dũng cảm bước ra khỏi thế giới màu hồng của mình để nhìn thấy thế giới thực tại ngoài kia. Tôi biết điều đó sẽ khiến những ảo mộng của em sụp đổ, nhưng đời không như là mơ đâu. Hiện thực tàn khốc kia mới chính là cái mà em phải đối mặt. Khoan đã, em đừng nghĩ đến đây mà trở nên sợ hãi, đừng nghĩ đến đây mà muốn làm con rùa rụt cổ, không dám bước ra ngoài đối diện với thế giới ngoài kia. Nếu em suy nghĩ như vậy là sai lầm đấy. Tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ phải đối diện với cuộc sống đầy mưa giông ngoài kia, không ai ngoại lệ cả, và em cũng vậy. Em đừng quá ỷ lại vào cha mẹ, vào bạn bè hay vào bất kỳ điều gì, bởi chính sự quá ỷ lại ấy sẽ dần khiến em mất niềm tin. Cha mẹ chỉ có thể ở cạnh em đến một thời điểm nào đó, chứ không phải suốt đời. Nên cái mà họ mong mỏi là em thực sự hạnh phúc và có thể tự lập để sống cuộc sống của chính em, dựa vào thực lực của em để khiến bản thân em hạnh phúc. Bạn bè, họ cũng chỉ đến bên em vào một lúc nào đó, chứ không phải mọi lúc, bởi vì họ cũng phải cố gắng vì cuộc sống của chính họ. Các em muốn không phải lúc nào họ cũng có thể đáp ứng. Vậy nên em cần phải học cách tự bước đi trên đôi chân của chính mình, học cách dùng thực lực của bản thân để đối mặt với cuộc đời rộng lớn ngoài kia. Em phải học cách trưởng thành và mạnh mẽ. Khi đó em sẽ nhận ra, con người vốn dĩ không thể hoàn hảo, nhưng nếu họ có thực lực và bản lĩnh thì họ sẽ biến thành chính họ hoàn hảo nhất. Em hiểu không? Em sẽ nhận ra suy nghĩ của mỗi người không thể giống nhau, nên trong cùng một chuyện nhưng đứng từ nhiều phía khác nhau sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Có khi cùng một chuyện đối với em nó thật đơn giản, nhưng đối với người khác thì nó là cả một vấn đề to lớn. Khi em đủ trưởng thành, em sẽ học được cách hạnh phúc với những thứ mình có. Em sẽ học được cách vượt qua những lời nói của xã hội xung quanh đến với thành công mà em mong muốn. Khi em đủ trưởng thành, em sẽ nhận ra trốn tránh hay khóc lóc không phải là cách để giải quyết vấn đề em gặp phải. Hơn hết, em cần phải mạnh mẽ đối diện sự thật và kiềm chế lại cảm xúc của bản thân. Em à, cuộc đời này vô biên lắm, em không thể lường trước điều gì cả. Có thể hôm nay em có nó, nhưng ngày mai lại không. Người bên em hôm nay không có nghĩa là họ sẽ bên em suốt đời. Em có thể thất bại hôm nay, nhưng không có nghĩa em thất bại mãi mãi. Tất cả em sẽ chẳng dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy đến với mình. Vậy nên trước hết em cần phải học cách hài lòng và quý trọng những gì bản thân đang có. Cô gái nhỏ bé ạ, em phải là người nắm giữ vận mệnh của mình chứ không phải ai khác. Em phải là người đưa ra quyết định cho những gì bản thân em muốn, và em cần có lập trường cũng như con đường riêng của chính mình. Không ai có thể lựa chọn thay em, và không ai chịu trách nhiệm cho những quyết định của em ngoài bản thân em đâu. Và hơn hết, em đừng bao giờ hối hận về những gì mình đã làm, đã chọn nữa, vì đó chính xác là những điều em muốn làm vào thời điểm đó. Quyết định là ở em, người chịu trách nhiệm cho việc đó là em, người hưởng được lợi ích cũng là em. Vì thế em cần lựa chọn chính xác cái bản thân muốn, chứ không phải nghe theo ai đó để rồi lại hối hận. Cô gái ạ, trên tất cả em phải học cách yêu chính bản thân em trước khi em muốn yêu một ai đó. Em ạ, yêu bản thân không có nghĩa là em luôn cao ngạo, luôn nhìn đời bằng nửa con mắt và không coi ai ra gì. Yêu bản thân là khi em thấy hạnh phúc với bản thân hiện tại, là khi em thấy yêu đời, em tự mua cho mình những thứ mình thích, một mình tận hưởng những thứ vui như ăn uống, xem phim hay mua sắm. Em có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không ảnh hưởng đến ai. Học cách yêu bản thân mình đi nha, bởi vì em chỉ sống có một lần trong đời thôi, đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Thanh xuân của em chỉ có một lần thôi, sống sao đừng để hoài phí nó nhé. Học cách trưởng thành
học cách yêu bản thân, học cách im lặng, học cách buông bỏ những thứ khiến mình đau, khiến mình buồn, học cách kiềm chế lại cảm xúc cũng như hành động của mình, và học cách yêu bản thân em. Cô gái à, em nhớ nha, em không cần trở thành một người hoàn hảo, em chỉ cần trở thành chính em hoàn hảo nhất mà thôi. Trưởng thành và mạnh mẽ lên nhé cô gái. Để tiếp nối số blog tối ngày hôm nay, mời bạn lắng nghe bài viết "Tôi đã đánh đổi để được là chính mình" của độc giả ẩn danh, gửi về cho ban biên tập blog radio. Tôi được sinh ra trong một gia đình với lối sống truyền thống và cách suy nghĩ khá cổ hủ. Thật có lỗi khi tôi nói rằng ba mẹ mình cổ hủ, nhưng bởi họ nghĩ rằng cần phải có một người con trai trong gia đình để nối dõi, và cũng bởi tôi nghĩ trong thời đại hiện nay vẫn có người giữ lối suy nghĩ như vậy. Ba mẹ tôi sau khi sinh ra hai người con có giới tính trái ngược với điều mà họ mong muốn, thì cuối cùng họ đã sinh ra tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy thật tiếc vì không thấy được vẻ mặt của họ vui mừng như thế nào khi sinh ra đứa con trai là tôi. Có lẽ vì là con trai nên từ nhỏ tôi đã được ba mẹ đối đãi thiên vị hơn so với hai chị, được cưng chiều bảo bọc. Không biết rằng ba mẹ tôi đã trông chờ và vẽ ra một viễn cảnh tương lai như thế nào về đứa con trai này. Vì được chăm sóc, yêu thương hết mực, lẽ đương nhiên mọi người xung quanh ai cũng nghĩ rằng tôi luôn có được những thứ mà mình mong muốn. Tất nhiên nhiều người cảm thấy ganh tị với tôi, kể cả là hai người chị của tôi cũng nghĩ như thế. Tuy nhiên họ không biết được rằng người luôn sống sung túc, hạnh phúc như tôi luôn khao khát một thứ mà có lẽ chỉ có thể đạt được khi tôi đủ bản lĩnh rời khỏi sự nâng niu của ba mẹ, rời khỏi nơi mà tôi gọi là mái ấm gia đình. Điều duy nhất tôi khát khao, mưu cầu chính là được làm chính mình. Dù chỉ sống được một ngày, một giờ thôi, tôi cũng muốn một lần được là chính mình. Tôi muốn một lần được sống đúng với xu hướng giới tính của mình. Tôi muốn được một lần đắm chìm trong thứ tình yêu mà đối với những người như tôi là một thứ vô cùng xa xỉ. Ba mẹ tôi cho rằng tình yêu là cảm xúc đặc biệt mà hai người khác giới dành cho nhau. Đối với họ, tình yêu giữa những người đồng giới thật kỳ quặc và nó không phải là tình yêu. Lúc nhỏ khi nghe được những điều đó, tôi luôn thắc mắc rằng tại sao tình yêu chỉ là tình yêu khi xảy ra giữa hai người khác giới. Vậy nếu giữa hai người cùng giới lại nảy sinh cảm xúc đặc biệt thì thứ cảm xúc ấy là gì? Mãi cho đến sau này tôi mới nhận ra rằng tình yêu giữa hai người đồng giới thì vẫn là tình yêu đấy thôi, chỉ là nó chưa được thừa nhận hoặc không bao giờ được thừa nhận. Tôi nhận ra xu hướng giới tính của mình khi tôi cảm thấy bản thân không hề có cảm xúc với các bạn nữ, dù họ có xinh đẹp hay dễ thương đến mức nào, thì tất cả chỉ dừng lại ở việc khen ngợi. Ngược lại với những bạn nam thì khác, tôi luôn có một thứ cảm xúc gì đó lạ lùng. Tôi ngại ngùng trước họ, đến điểm là khi tôi nhận ra mình thích một người đồng nghiệp ở công ty. Tình yêu ấy khiến tôi nhận ra, giờ đây đã có thứ tôi muốn bảo vệ, tôi không muốn vụt mất đi mối quan hệ quý giá này. Tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng người như tôi vẫn có ai đó yêu thương, và tôi cũng muốn nói cho ba mẹ biết về sự thật này. Tuy tôi biết tính cách và lối suy nghĩ của ba mẹ mình, nhưng lúc ấy tôi nghĩ rằng tôi đã trưởng thành, tôi đủ mạnh mẽ, đủ khả năng để bảo vệ cho tình yêu của mình, đủ can đảm để nói lên con người thật của mình. Khi tôi nói cho ba mẹ rằng tôi thích con trai, tôi còn nhớ như in họ đã tức giận như thế nào. Tôi cảm giác rằng ánh nhìn chứa đầy sự phẫn nộ mà họ dành cho tôi khi đó có một lực sát thương mạnh như thể vừa có một viên đạn xuyên thẳng vào tim tôi. Không, không phải là một viên đạn mà tận hai viên, bởi tim tôi khi ấy đã chững mất hai nhịp. Ánh nhìn ấy đối với họ là chưa đủ, họ lại tiếp tục buông ra những lời nói như khuấy vào nỗi đau trong tôi. Tôi càng tạo ra vỏ bọc để bảo vệ chính mình thì lời nói của họ lại càng cay độc. Nếu tôi ví cuộc nói chuyện này như một trận chiến, thì ba mẹ tôi chính là đang đem những vũ khí mạnh nhất, tối tân nhất, những vũ khí có tính sát thương cao nhất để tấn công tôi, để trận chiến này có thể kết thúc và để họ có thể đưa mọi chuyện về đúng như cái quỹ đạo mà họ luôn đặt ra. Trong trận chiến ấy, tôi cũng không hề có ý định sẽ nhượng bộ, bởi đã đến lúc tôi cần đấu tranh cho những thứ mình mong muốn. Nếu tôi đã sống 25 năm cuộc đời mà không có chút tham lam, ích kỷ, muốn giành lấy thứ gì, thì giờ đây xin hãy cho tôi được một lần tham lam để chiếm lấy thứ mà mình khao khát. Nếu cái giá mà tôi phải trả để được sống thật là chính mình đắt đến cỡ nào, tôi cũng nguyện một lần đánh cược tất cả để độc chiếm lấy nó. Trận chiến giữa tôi và ba mẹ kết thúc bằng việc tôi bị đuổi ra khỏi nhà và họ hoàn toàn từ mặt, chối bỏ tôi. Họ thà mất đi đứa con đã mang nặng đẻ đau, mất đi một người con đã gắn bó với mình từ lúc nó lọt lòng,
còn hơn thừa nhận một điều phi lý mà họ cho là không bao giờ tồn tại. Giờ đây tôi đã nhận ra cái giá mà mình phải trả là gì rồi. Cái giá ấy đắt vô cùng. Cái giá ấy chính là nỗi đau của một đứa con bị cha mẹ ruồng bỏ khi không giống với điều họ mong muốn. Chính là nỗi đau của một con người đã dám đấu tranh để được là chính mình. Nỗi đau ấy thấu tận tâm can, không từ nào miêu tả được. Người ta thường nói rằng cha mẹ có quyền quyết định có nên trao cho sinh linh bé nhỏ trong bụng sự sống hay không. Tuy nhiên, họ lại không có quyền quyết định giới tính cho đứa con của mình, cũng như không có quyền viết ra tác phẩm cuộc đời của đứa con mình rồi bắt nó phải diễn theo như thế. Tôi cũng nghĩ như cái cách mà người ta nghĩ vậy. Tôi chưa từng trách cứ ba mẹ, tôi chỉ là đang chờ đợi một ngày nào đó họ sẽ dần mở lòng mà đón nhận một đứa con như tôi. Một ngày nào đó, cái bức tường định kiến xã hội kia sẽ không còn là rào chắn vô hình cho mối liên kết giữa tôi và ba mẹ. Tôi biết vẫn còn vô số người trong xã hội đang phải đối mặt với sự chửi rủa, chống chọi với cái định kiến xã hội về đồng tính luyến ái. Có những người đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng cũng có những người yếu đuối tạo cho mình cái vỏ bọc và sống một cuộc đời hệt như con ốc sên. Bởi chỉ cần vỏ bọc ấy mất đi thì trái tim yếu ớt của họ cũng sẽ bị vò nát thành trăm mảnh. Thay vì chống chọi hay chịu đựng nó, chỉ bằng hãy lờ đi tất cả rồi sống một cuộc sống mà chính mình mong muốn. Sống như thế nào là do bạn quyết định, là chính mình hay phiên bản do người khác mong muốn là do bạn lựa chọn. Nhưng hãy nhớ rằng chỉ khi bạn là chính bạn, chỉ khi cuộc đời của bạn do bạn tô vẽ nên thì cuộc đời ấy mới thực sự có ý nghĩa. Bạn thân mến, có những cuộc gặp gỡ tưởng là tình cờ, nhưng thật không ngờ họ lại là định mệnh của đời nhau. Người ta bảo rằng nếu bạn vô tình gặp một người ba lần thì tức là hai người có duyên với nhau đấy. Bạn có tin vào điều đó không? Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Cứ ngỡ là tình cờ, nào ngờ là định mệnh của tác giả Diên Vĩ. Lam vắt tay lên trán suy nghĩ thật lâu. Đời người lên trầm xuống bổng. Cuộc đời Lam từ trước đến nay vốn luôn xuôi chèo mát mái. Dường như Lam chưa bao giờ phải lâm vào cảnh khó khăn. Vậy mà giờ đây, nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người mình, Lam vẫn chẳng thể tin được có ngày mình lại rơi vào tình trạng cách ly cộng đồng như thế này. Có những sự trùng hợp mà chỉ biết thốt lên hai từ oái âm thôi. Giá như mà chuyến công tác của Lam sớm hơn một chút, giá như mà thời gian công tác của Lam có thể ngắn lại, chỉ cần thế thôi, mọi việc đã dễ dàng hơn rồi. Để tôi giúp cô kiểm tra nhiệt độ hôm nay, giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh khiến Lam giật mình thon thót. Người gì kỳ lạ, đi mà chẳng có đến một tiếng động. Sao hôm nay quan trên lại đến tận đây? Lam tình quái nói. Nói đến người đàn ông này, Lam chẳng biết là duyên hay là nghiệp. Rõ ràng các tình huống sắp bày để cả hai gặp nhau đều đẹp đẽ như một thước phim, tình cờ như ngã rẽ của định mệnh. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng một lần nào vui vẻ cả. Lần đầu tiên gặp mặt lại là lúc Lam thi đánh ghen. Chỉ là Lam chẳng phải đánh ghen cho mình mà đi đòi lại công bằng cho mẹ. Ôi, chẳng phải anh nói đi gặp đối tác sao? Đối tác cũng có thể bàn công việc ở nơi lãng mạn như này sao? Lam mở to đôi mắt vốn vẫn luôn là vũ khí chí mạng của mình lên, vừa kinh ngạc vừa ngây thơ. Có hoa này, có nến này, còn có cả rượu vang nữa. Trong lúc đưa tay chỉ, Lam vô tình hất ngã ly rượu, vừa vặn ướt hết cả chiếc váy trắng của người đàn bà kia. Tiếng thét của cô ta vang lên lanh lảnh. Đến lúc này, Lam mới quay sang, vờ như đến giờ mới để tâm đến người trước mặt. Ôi, xin lỗi, tôi sơ ý quá. À, sẵn tiện đây mình chào hỏi luôn nhỉ? Tôi là Lam, bạn gái của anh ấy. Lam lịch thiệp chìa tay về phía người phụ nữ đối diện, cánh tay còn lại chỉ về phía bố mình. Nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ tươi tắn, nhìn sắc mặt người đối diện dần tái xanh. Lam, đủ rồi, con nghe bố nói. Sau khi chữ bố kia vừa vang lên, Lam thấy nét mặt người đàn bà đó co rúm thêm chút nữa. À, thì ra bố vẫn nhớ là mình có một đứa con. Vậy mà sao lại quên mình có một người vợ nữa. Vô văn hóa. Mặc dù âm điệu đã hạ thấp, nhưng những chữ đó vẫn đến được tai Lam. Lam bỗng thấy đầu mình nóng lên.
gái như vừa bị đập cho một phát, mọi sự kìm nén nãy giờ chỉ chực chờ bùng nổ. Con giáp thứ 13 có tư cách gì để nói người khác vô văn hóa? Nét cười tắt hẳn trên khuôn mặt Lam, đôi mắt với những tia nhìn lạnh lùng khi người đàn bà đối diện chợt thấy e ngại. Cô ta vội đánh mắt về phía bố Lam, trông chờ sự giúp đỡ. Thế nhưng đối lại chỉ là sự thờ ơ. Lam bật cười thành tiếng. Hoạn nạn mới biết chân tình, phải không? Cô bảo tôi vô văn hóa, vậy thì tôi đành vô văn hóa đến cùng vậy. Biết nhiều đây, đủ để cô nổi tiếng sau một đêm rồi. Lam vứt ra sắp hình dài cộm cùng chiếc USB. Rõ ràng cô đã trang bị đầy đủ để đánh hẳn một trận lớn. Nhìn những bức hình lóa lộ của mình, cô ta run rẩy cả người, khuôn mặt giấm gió cả lại. Những muốn nhào đến quyết ăn thua một trận với Lam. Mà Lam trước giờ có biết thua ai bao giờ, chặn lại cánh tay người đàn bà kia. Lam vùng tay còn lại của mình. Vậy mà chỉ mới được nửa đường đã xuất hiện một tên cản đường đáng ghét. Ngay trước khi tay Lam chạm đến được người đàn bà kia thì đã được một người nắm lấy. Là phụ nữ, đừng động tay động chân mà mất đi phẩm giá. Phẩm giá? Người đàn ông kia đang đề cập đến phẩm giá với một người phẩm giá đầy mình như cô sao? Anh đang bàn chuyện phẩm giá với tôi à? Trọng điểm câu nói của tôi là đừng động tay động chân. Động tay động chân với cô ta? Tôi lười bẩn tay mình. Lam hất tay anh ta ra, liếc sang khuôn mặt xanh mét của bố mình và người đàn bà kia. Sao nào? Vợ tôi cũng muốn, con gái tôi cậu cũng không tha có phải không? Lam dừng bước, quay sang nhìn khuôn mặt khiêu khích của bố, rồi nhìn người đàn ông vẫn bình thản bên cạnh. Cô đã bỏ lỡ điều gì rồi? Người đàn ông lạ mặt này và bố cô, họ có quen nhau sao? Có chuyện gì sao? Lam nhìn về phía bố. Con lớn rồi, bố cũng nói thẳng, bố ăn chả thì mẹ mày cũng ăn nem cả thôi. Thằng đấy, mẹ mày cũng bao nuôi chứ có vừa với ai. Lam thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung. Người đàn ông trước mặt này, người cô vẫn gọi là bố suốt bao năm nay, hóa ra lại là kẻ như thế, hèn nhát đến đáng thương. Đừng lấy sự bẩn thỉu của ông ra so sánh với mẹ tôi. Lần này Lam cất bước đi thẳng. Nếu như nói lúc bước đến đây cô vẫn còn chút gì đó hy vọng, thì giờ đây tất cả đã nguội lạnh cả rồi. Có giọt nước lăn đến khóe môi mặn chát. Lam bực bội với chính mình. Có gì mà phải khóc? Có gì mà phải tấm tức khó chịu như thế này? Mãi chìm đắm trong cảm xúc của mình mà phải đến một lúc lâu, Lam mới nhận ra sự có mặt của người bên cạnh. Lam quệt nước mắt, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của người đó, thắc mắc tại sao anh ta vẫn còn đứng đây. Thế nhưng lời nói ra đến miệng lại trở thành lời châm chọc khác. Anh là phi công à? Phi công? Quân ngẩn ra hồi lâu mới hiểu được cô gái trước mặt này đang châm chọc mình. Anh vẫn muốn phản bác, nhưng nhìn đến khuôn mặt vẫn còn hoang nước mắt kia, lại thở dài trong lòng. Từ bé đến giờ, cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt long lanh, mũi đỏ sụp sùi của cô, là anh lại không thể phản bác được gì. Nghĩ vậy, anh chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi thẳng. Thôi chấp nhặt làm gì với sự vô lý khi con gái trở nên ngang ngược. Dù sao thì, nhìn ánh mắt xa lạ đó, anh cũng biết cô chẳng nhớ ra mình. Thế đấy, lần gặp nhau thứ nhất đã như vậy thì làm gì có chuyện ngôn tình cho những lần sau. Mà thật sự làm chẳng mong gặp lại người đàn ông phiền phức này, thế mà vẫn gặp lại thật. Đúng như người ta bảo, ăn già ngõ hẹp. Trong một ngày mà gặp một người xa lạ đến hai lần, chỉ cách nhau chưa đến 3 giờ đồng hồ, thì đúng là nghiệp thật. Làm chẳng may đụng xe phải người ta, biết mình có lỗi nên lúc mở cửa xe bước xuống, Lam đã rất nhẹ nhàng và khép nép. Xin lỗi, vì mãi suy nghĩ nên tôi mới phí sửa chữa, anh cứ gửi hóa đơn nha, tôi sẽ thanh toán lại đầy đủ. Cô vừa lái xe vừa mắc màn ngủ à? Sao người đàn ông này lại ghê gớm như vậy nhỉ? Thật ra Quân chẳng có ý ngoan ngắt gì mà lái xe kiểu lơ ngơ thế này. Chẳng mày và phải ai khác thì sao? Tóm lại, Lam chẳng bao giờ muốn nhớ đến những ký ức gắn với người đàn ông này. Vậy mà giờ đây anh ta lại là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho những người ở khu vực cách ly, trong đó có cô. Anh ta là một bác sĩ quân y.
Từ hôm hỗ trợ sắp xếp đưa các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam từ các vùng dịch, Quân đã rất bất ngờ khi gặp lại Lam. Kể từ giây phút đó, anh biết cuộc đời mình sẽ chẳng có nổi một phút bình yên. Mỗi lần anh đến kiểm tra sức khỏe, cô nàng lại vặn vẹo kiểu sáng nắng chiều mưa. Thực ra so với những trường hợp khó ở khác thì cô nàng chỉ như một đứa trẻ đang giật giỗi. Nên Quân đành thở dài không chấp. Có lẽ cô ấy không ưa mình, Quân thầm nghĩ. Với người khác thì cô vẫn phối hợp, chỉ tỏ thái độ với mỗi mình anh. Quân nghe nhiều người trong khu cách ly nói chuyện với nhau, họ bảo Lam đến làm cả khu có sức sống hẳn lên. Bóng chuyện rồi cầu lông, cô nàng bày ra đủ thứ để người khác không rảnh rỗi mà buồn chán. Có lần đi ngang, Quân bắt gặp bóng dáng loi choi ấy cười nói đùa giỡn, tiếng cười giòn tan vang khắp một góc sân. Vậy mà lần nào chạm mặt với anh, cô gái này cũng như ăn phải thuốc súng, không cử nữ điều này, cũng khó chịu điều kia. Đến nỗi anh phải dọa cho Lam đến khu cách ly riêng thì cô nàng mới dễ bảo hơn chút. Nhưng bỗng nhiên, một ngày bắt gặp cô gái ấy nép vào một góc nhỏ, nước mắt ngắn dài khiến Quân chẳng biết làm sao. Sao thế? Quân ngồi xuống bên cạnh Lam. Anh có nhớ nhà không? Quân bất ngờ với câu hỏi ấy. Có, nhưng vẫn chịu được. Công việc của tôi vốn dĩ cũng không có nhiều thời gian ở nhà. Lam cũng vậy. Cô đi công tác thường xuyên, mãi miết với những chuyến công tác kéo dài. Mỗi lần về nước cô lại về với mẹ ít hôm. Bố mẹ cô đã tách hẳn khỏi cuộc đời nhau, nên cô vẫn luôn muốn bù đắp cho mẹ mình. Nhưng dịch bệnh lần này đã làm đảo lộn mọi kế hoạch, khiến cô không thể về nhà. Dịch bệnh này đáng ghét thật, làm bao nhiêu người phải khổ sở. Hôm trước chị An y tá bảo 2 tháng rồi, chị ấy vẫn chưa được về nhà. Bé con nhà chị ấy chưa đầy tuổi cũng đã ngưng sữa mẹ luôn rồi. Chị ấy còn kể, hôm vừa rồi bà nội của bác sĩ Dương mất mà anh ấy cũng chẳng thể về. Câu chuyện cứ thế kéo dài chẳng dứt. Quân chăm chú ngồi nghe Lam kể hết chuyện nọ đến chuyện kia, tưởng chẳng liên quan đến nhau, nhưng qua logic nào đó của phụ nữ lại trở thành liên quan không tưởng. Đang buông chuyện hăng say, Lam bỗng giật mình nhớ ra. Hình như mình rất ghét người đàn ông này cơ mà. Thế mà chỉ vì một phút yếu lòng lại có thể ngồi tâm sự với anh ta như bạn tri kỷ lâu năm thế này. Tôi không làm phiền anh chứ? Tôi hết ca trực rồi, bây giờ là giờ nghỉ của tôi. Làm phiền anh quá, giọng Lam khách sáo. Đúng là phiền thật, không ngờ anh ta lại phủ đến thế. À, anh là bác sĩ riêng của mẹ tôi sao? Chẳng phải cô bảo tôi là phi công còn gì? Lúc đó tôi tức thì nói thế thôi. Anh nghĩ tôi tin những lời của ông ấy sao? Chẳng có tí thuyết phục nào cả. Nói là bác sĩ riêng cũng không hẳn. Tôi rất bận nên không nhận làm bác sĩ riêng cho ai cả. Lam nghệt mặt ra. Câu giải thích của Quân khiến cô chẳng hiểu gì cả. Quân cười, bàn tay vô thức xoa nhẹ lên đầu Lam. Hình như trái tim Lam đang đập nhanh hơn thì phải. Thôi, xong đời rồi. Chẳng lẽ Lam bắt đầu rung động trước anh ta? Tình cảm đôi khi thật oái âm. Rõ ràng trước đó mỗi lần nhìn thấy nhau còn như nước với lửa. Sao có thể vì uống nhầm một ánh mắt mà cơn say theo cả đời như thế này? Nhưng Lam không thể ngăn nổi ánh mắt của mình dõi theo bóng lưng của anh ta. Chưa kịp sắp xếp lại lòng mình thì Lam đã vướng phải sự cố khác. Chẳng là trong khu cách ly có một bạn nhỏ cùng phòng với Lam từng có tiền sử co giật. Hôm ấy mẹ của cậu bé có việc ra ngoài nên nhờ Lam trông hộ. Vừa lúc ấy cậu bé lại phát bệnh. Lần đầu tiên trong đời Lam hoảng hốt thật sự, nhưng vẫn gắng bình tĩnh, hình dung lại trong đầu mình những cách sơ cứu phù hợp. Cho đến lúc Quân cùng y tá chạy đến thì bàn tay Lam đã bê bết máu do vết cắn của cậu bé. Gương mặt Lam trắng bệch nhưng tuyệt nhiên không hề khóc. Chẳng hiểu vì sao khoảnh khắc đó lại khiến Quân đau lòng. Hôm sau cậu bé bất ngờ lên cơn sốt, tất cả các triệu chứng đều giống Covid. Thế là Lam được đưa đi xét nghiệm và chuyển sang khu cách ly riêng. Lần này không phải bị dọa mà là thật. Lam bỗng dưng thấy yếu lòng, bất giác muốn dựa vào người đàn ông ấy. Đến khi cầm kết quả âm tính trên tay, Lam muốn bật khóc, nhưng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trong ánh mắt anh ta có nét cười nhẹ nhõm. Cậu bé kia cũng không sao, Lam được trở về khu cách ly chung,
hoàn thành nốt chặng đường 14 ngày. Nhưng kể từ hôm đó, tự dưng Lâm ủ dột hẳn, chẳng còn vui vẻ ồn ào như trước. Chẳng lẽ vẫn nhớ nhà sao? Quân lắc đầu tự hỏi. Tối đó sau khi đổi ca, Quân lê tấm thân mệt mỏi trở về nghỉ ngơi. Đến phần nửa đoạn đường, bất giác bước chân anh thoáng khựng lại. Nghỉ ngơi một hồi, Quân theo thói quen đi đến góc nhỏ nơi hành lang. Quả nhiên cô nhóc đó ở đây thật. Dưới sắc vàng lung linh của trăng, dáng người cô nhóc lại càng thêm nhỏ bé. Lúc này đây, Lam đang tựa cầm lên hai tay, ngẩng người nhìn lên cao, chẳng biết lại đang nghĩ suy gì. Quân bước đến ngồi cạnh. Lại sao nữa thế? Lam giật thót mình, nhìn qua người đàn ông đang ngồi cạnh. Tôi nói này, anh là quân y mà, chứ có phải lính trinh sát đâu mà đến không tiếng động như thế. Quân y cũng là quân đội. Thế tóm lại anh giỏi cầm súng hay cầm xi lanh? Quân y cũng là bác sĩ. Lam biểu môi, quả thật chẳng chịu thua câu nào. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt Lam xoay tròn, cố tìm kiếm một chủ đề nào đó. Càng yên ắng như thế này, người bên cạnh lại càng có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của cô mất. Bất giác, ánh mắt cô chạm đến vết thương còn mới trên cánh tay người bên cạnh. Tay anh bị sao thế? Lam đưa tay chỉ vào chỗ da vẫn còn ửng đỏ. Tai nạn nhỏ thôi, lúc cấp cứu cho bệnh nhân. Bệnh nhân nhiễm Covid sao? Lam hốt hoảng. Không, một trường hợp cũng đang cách ly, chỉ là bác ấy có tiền sử bệnh cũ. Làm bác sĩ vốn không dễ dàng chút nào nhỉ? Thế thiết kế thời trang như cô thì dễ dàng sao? Không đâu. Vậy thì như nhau cả thôi. Ngành nghề nào cũng có cái khó riêng cả. Cả tôi, cả cô, ngay từ lúc bắt đầu lựa chọn đều đã chuẩn bị cho những lúc khó khăn nhất. Còn vết này thì sao? Ánh mắt như radar của Lam lại rạ ngay đến vết sẹo khác trên tay Quân. Người đàn ông này sao lại thương tích đầy mình vậy? Rắn cắn. Rắn? Rắn cắn hả? Nghĩ tới đó thôi, cả người Lam đã lạnh toát, gai góc nổi đầy mình. Anh không sao chứ? Tại sao lại bị rắn cắn? Chuyện bình thường mà, thỉnh thoảng chúng tôi phải làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa. Những láng trại ngủ ngay tại rừng, dầm bà con rắn nhầm nhò gì. Lần này đồng bào về nước phải cách ly nhiều, đồng đội của tôi nhiều người cũng phải ra láng ngủ, nhường chỗ cho bà con. Tôi cũng ở khu láng trại ngay phía sau kia kìa. Không phải có chỗ ở riêng cho bác sĩ sao? Có, nhưng tôi chịu khổ quen rồi, nhường cho các bác sĩ khác. Tôi cũng là quân nhân mà. Lam chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, lắng nghe anh nói từng lời. Người đàn ông thường ngày vốn dĩ kiệm lời, tự dưng hôm nay lại được dịp trải lòng nhiều như thế. Này, có ai nói nhìn anh giống Ri Jung Hoon chưa? Ri Jung Hoon? Là ai? Thì đại úy Ri Jung Hoon trong phim Hạ Cánh nữa anh ấy, chàng quân nhân đẹp trai nhất trần đời. Quả thật, Quân chẳng biết cái tay Ri Jung Hoon kia là ai, nhưng mà được so sánh với tài tử điện ảnh đẹp trai, thấy cũng vui vui, thích thích. Mặt anh bỗng đỏ bừng. Nghiêm túc, Quân nghiêm giọng lại như muốn che giấu cảm giác ngượng ngùng. Lam giật mình thôi cười, chân khép lại, tay đặt lên chân, ngoan ngoãn như một cô trò nhỏ. Nhưng rồi ngay lập tức cô lại xù lông lên. Này, tôi có phải cấp dưới của anh đâu? Rồi mặt cô lại xỉu xuống, yếu như chiếc bánh đa ngâm nước. Sao lại xỉ mặt ra rồi? Vì tôi có chuyện không vui. Chuyện gì mà không vui? Nói tôi nghe coi. Người tôi thích thân mật cùng cô gái khác. Đây chính là nguyên nhân thật sự khiến Lam rầu rĩ suốt bao nhiêu ngày qua. Cô trông thấy Quân cười nói vui vẻ với một cô y tá, mà hình như cô ấy cũng thích Quân từ lâu. Vậy sao cô không nhắn tin nói với anh ta? Anh ta đang ở đây. Ở đây? Đúng vậy, ngay bên cạnh tôi đây này. Quân chớp chớp mắt. Ở đây, ngay bên cạnh. Loạt điện dữ liệu được 99%, thì mà Quân lại đỏ bừng lên. Ngủ sớm đi. Quân vội vàng bỏ lại câu nói trước khi đứng dậy đi mất.
Lam thở dài. Làm gì mà sợ chảy mất dép thế không biết. Lúc nào cũng treo trên miệng câu quân y cũng là quân nhân. Vậy mà địch chưa kịp tấn công đã bỏ luôn cả thành lũy mà chạy rồi. Những ngày sau đó Lam chẳng thấy quân đâu cả. Chẳng lẽ cô làm anh sợ? Nếu không thích chỉ cần nói là không thích thôi mà. Người ta là con gái đã phải lấy hết dũng cảm để làm cọc đi tìm trâu rồi. Đêm cuối cùng ở khu cách ly, Lam trốn ra góc quen thuộc, tự nhủ thôi đành gặm nhấm chút nhung nhớ cuối cùng, rồi mai về nhà mình sẽ quên hết. Vậy mà con người lại chiếm chỗ từ bao giờ? Ngồi xuống đây nào. Quân vỗ vỗ vào chỗ trống trên băng ghế. Lam định quay đi, nhưng chạm vào ánh mắt đó, chút liêm sĩ cuối cùng cũng rớt mất. Thôi thì hẹn lần cuối vậy. Trở về rồi nhớ cẩn thận bảo vệ sức khỏe của mình. Nếu không phải vì quá cấp thiết, hạn chế đến những vùng dịch không kiểm soát được, luôn mang khẩu trang bên mình đó. Nhớ ăn uống đủ chất, cung cấp vitamin C đầy đủ nữa. Có thế đề kháng mới có thể. Anh gọi tôi lại chỉ để mở khóa giáo dục sức khỏe cấp tốc thôi sao? Em không nhận ra tôi đang quan tâm em à? Ai nói với anh đây là quan tâm? Mà khoan, anh vừa bảo gì? Quan tâm là quan tâm theo kiểu tôi đang nghĩ phải không? Em nói xem. Quân bật cười, cuối cùng cũng gỡ lại được bàn thua mất mặt hôm trước. Bằng chứng là cô nhóc bên cạnh mặt đã đỏ bừng lên cả rồi. Ngày Lam được trở về, mẹ cô đến đón, còn có cả dì Linh đi cùng. Dì là bạn thân của mẹ, cũng như người mẹ thứ hai của Lam. Quân gầy đi nhiều quá, có vất vả lắm không con? Mẹ Lam nhìn chàng trai đứng bên cạnh, nhíu mày lo lắng. Đàn ông sức dài vai rộng, chịu khó chịu khổ một tí mới trưởng thành được, chị đừng lo. Dì Linh lên tiếng trấn an. Ủa, dì quen anh Quân sao? Lam ngạc nhiên. Quen chứ sao, con trai của dì mà. Lam choáng váng. Hóa ra Quân chính là anh con trai mà Lam vẫn nghe loáng thoáng qua những câu chuyện của mẹ với dì. Nghe nói anh đi du học mấy năm về nước rồi trở thành bác sĩ. Mẹ với dì vẫn toan gán ghép hai đứa, còn tính lên lịch hẹn cho hai đứa gặp nhau mấy lần, nhưng Lam đều tìm cách từ chối. Lam chú gác kiểu tình yêu gán ghép sắp đặt, nhưng mà trớ trêu thay, ghét của nào trời trao của ấy. Hai bà mẹ chắc cũng không thể ngờ cánh trẻ lại cầm đèn chạy trước ô tô cả km thế này. 5 năm sau, Quân trở về căn nhà ấm áp nơi có người vợ và cậu con trai đang chờ cơm mình. Vừa nghe tiếng cửa khép lại, cậu nhóc lém lỉnh đã ùa chạy ra như một cơn gió. Khuôn mặt bụ bẫm, cười tít mắt, anh đưa tay xoa đầu con. Hôm nay mẹ kể đến đoạn nào rồi? Tới đoạn mẹ bảo ba ghen vì mẹ chơi cầu cùng chú đẹp trai nào đó. Cậu nhóc chậm rãi nói từng chữ để không bị mẹ cười vì tụi nó ngọng. Thằng nhóc kia, mẹ kể đến đoạn đấy lúc nào? Rõ ràng đã qua đoạn ấy lâu lắm rồi. Quân nhướng mày. Anh không nhớ là mình từng ghen bao giờ cả. Đàn ông dám ghen mà không dám nhận. Cậu nhóc con chỉ chờ có thế, nhanh chân trốn vào phòng. Còn việc tranh cãi của hai bậc phụ huynh ngoài kia, cậu mặc kệ. Thế nào bà cũng có cách dỗ mẹ thôi. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnmplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.